Xin chào bạn, trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đổi tên cái PC của chúng ta. Đấy, thì để đổi tên PC của chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chuột phải vào cái nút Windows. Chờ. Sau đó thì chọn cái System. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây và đổi tên cái PC. Để nó hiển thị lên thì các bạn kéo xuống và có một cái nút đó là Rename this PC, kích vào. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái tên mới. Ok. Ok, đây là tên cũ này. Bây giờ mình giả sử mình đặt một cái tên mới. Thế này đi. Được chưa? Xong thì chọn Next. Đấy. Nó bảo là this PC current PC name, tức là cái tên này ấy thì lần trước mình đặt là chữ hoa, nhưng mà bây giờ đặt lại như thế này thì không được, bởi vì chắc là nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bây giờ mình sẽ đổi một cái tên, ví dụ như cái này là gạch dưới đi. Rồi Next. Cái này nó là invalid. Ok, invalid à. Thế thì cách tra thế này xem nào. Next. Này, cái này cũng invalid luôn, tức là không được có dấu gạch dưới, không được có dấu cách. Rồi, thế bây giờ mình đặt mỗi cái tên như thế này thôi. Chọn Next. Rồi, sau đó thì để cho nó xoay xoay như thế này. Đấy. Đấy, thực hiện xong thì các bạn restart, thế là các bạn đã đổi tên xong cái tên PC của các bạn. Đấy, sau đó thì vào đây check lại thì nó sẽ có những cái thông tin ở trên này. Đấy, nó sẽ là device name thì nó không phải là tên mới, nó mà tên cũ. Ok.